Hoàn cảnh bên đây là có một em bé rồi đó, em có chấp nhận cái hoàn cảnh này không? Có ngại không? Dạ em đang không biết nói gì. Trời ơi, mình tập nói đi. Rồi dù em tặng đồ cho vợ em nói gì không? Dạ không. Dạ không. Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn. Dạ đúng em rồi. Đưa vậy thôi đó hả? Đúng rồi. Hèn gì? Em tên Vũ, em ở Rạch Giá. Em là cái gì Vũ? Quốc Vũ, Bột Vũ. Bùi Quốc Vũ. Dạ. Ở Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ đúng rồi. Em làm gì Vũ? Nhà em có công ty riêng, em phụ giúp gia đình. Công ty riêng rồi làm về gì Vũ? Phân phối sản phẩm tả em bé, tả hát ghi. Tả em bé đó hả? Dạ đúng rồi. Mình sinh năm mấy? Em sinh năm 86. 86. Rồi chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn nữ nè. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em là Thúy Oanh, năm nay 35 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kế toán. Em sinh sống và làm việc ở tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh và huyện nào vậy em? Dạ ở thành phố Trà Vinh anh. Thành phố Trà Vinh luôn. Dạ. Trà Vinh đi Kiên Giang thì cũng không xa lắm nha. Mình, dạ. Mình đi qua Cần Thơ tới ngã ba Lầu Tẻ quẹo xuống thôi ha. Rồi bây giờ đường cao tốc đi cũng dễ rồi. Em nói cho bên nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của em đi Vũ. Ưu điểm là em kiên trì, siêng năng chịu khó. Kiên trì, siêng năng chịu khó hả? Em làm cho gia đình em, nhưng mà em làm nhiệm vụ gì Vũ? Tất cả là kế toán, mà giao hàng, làm đủ thứ hết. Ông kế toán luôn hả? Dạ đúng rồi. Giỏi vậy trời. Là biết thôi chứ con không phải làm, trong công việc là biết hết. Coi quản lý chung gia đình rồi. Ha. Khuyết điểm là gì? Ngại trước đám đông, rồi sợ gái, sợ gái. Sợ gái hả? Rồi, mời nhà gái đó, bên đây đang sợ gái đó. Mình có ưu điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, cẩn thận, tận tâm với công việc. Sống thì yêu thương, quan tâm, chăm sóc, biết lắng nghe. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi thiếu tự tin. Với có khi cũng sống hơi bi quan chút. Với những cái vấn đề mới thì em cũng cần thời gian, nhiều thời gian để mà tiếp cận chị. Không sao, biết đâu là sau chương trình này thì em sẽ có một người ở bên cạnh động viên em, để em có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn, lạc quan hơn. Dạ, cảm ơn chị. Đường tình duyên em sao? Trên 3 người. Trên 3 người? Dưới mấy người? Không phải dưới à. Cái mối tình đầu tiên là em quen được mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Mối tình thứ hai? 2 năm. 2 năm. Mối tình thứ ba? Năm mấy, năm rưỡi. Là coi như 7 năm mấy yêu đương đó ha. Em là quen không đúng không? Yêu nhau sâu sắc không? Dạ cũng sâu. Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần. Có một lần rồi hả? Dạ. Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm. Có con chưa? Dạ rồi. Con lớn hay nhỏ? 4 tuổi, gái. À vậy là sâu sắc rồi. Nhưng mà có cãi nhau gì lớn không? Tại sao chia tay? Dạ không. Lý do sao chia tay? Thì em nghĩ là không nợ đó chứ không, cũng không cãi gì, cũng không giận gì. Lạ lùng vậy ta, tôi phải qua tôi gặp cái anh chàng không này tin coi. Là ừ. Phải có vấn đề gì đó chứ. Nó mới chia tay chứ. Không có cách nào mà tự nhiên không có nợ được tự nhiên hai người chia tay chứ. Chào thì em nghĩ tay. Thật ra Vũ biết không? Không phải là tụi anh soi cho ra vấn đề đó đâu. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là chúng ta phải biết được chúng ta có lỗi gì trong cái chuyện là một là cuộc tình, hai là cái chuyện gia đình đó. Hay là Vũ ngại chia sẻ cái việc này với mọi người? Nó cũng khó lắm. Vậy tại sao các bạn đến được với nhau? Thì có duyên. Thế rồi sau cái buổi ngày hôm nay, nếu như hai bạn bấm nút là bởi vì hai bạn cảm thấy là bạn có duyên với cô gái này, xong cái ngày mai các bạn không tiếp tục với cô gái này, các bạn cho là không có nợ. Cái duyên cái nợ nó đâu phải dễ đến và dễ đi như vậy được. Thì bây giờ cái mong muốn em có một cái người bạn gái sắp tới, nó là cái hình mẫu như thế nào? Hiền dịu, đẹp là được rồi. Đẹp là được rồi hả? Đúng. Bên đó thì xinh lắm, cô gái bên đó rất xinh và trong trẻo. Em có mong muốn cái người phụ nữ đó có tính cách như thế nào không? Mạnh mẽ một chút. Rồi, gì nữa? Sạch sẽ một chút. Sạch sẽ, thơm. Thơm tho, đúng không? Có cái điều gì Vũ không thích ở phụ nữ không? Không. Không có hả? Đúng rồi. Người ta làm sao cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. Hợp với mình là được. Ok. Để coi sạch sẽ ha. Dạ em chào anh. Rồi, xin chào em gái. Dạ. Dễ thương, rất là xinh ha. Ủa em gái làm kế toán hả? Dạ. Ở Trà Vinh luôn? Dạ. Quê nhà mình ở đó luôn? Dạ. Mình đang sống với ai đó? Dạ em sống với ba mẹ. Em bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình lúc em đi làm. Rồi khoảng 2 năm thì bạn đó cũng đi làm một nơi khác đó, như xa mặt cách lòng rồi tụi em cũng nhạt dần. Đó, đó cũng là một cái lý do để chia tay nhau. Đúng rồi. Xa mặt cách lòng.
Mà bây giờ thì cái mối tình này nếu mà có gắn với nhau thì nó xa không vậy em? Tà Vinh với lại Kiên Giang đó. Em nghĩ khoảng cách cũng không có đến nỗi xa lắm. Đó, được. Vậy là được rồi ha. Rồi bây giờ mình mong muốn có người bạn trai như thế nào? Dạ, em mong muốn bạn có việc làm ổn định, cũng có cầu tiến trong sự nghiệp, yêu thương gia đình, chung thủy. Hoàn cảnh bên đây là có một em bé rồi đó, em có chấp nhận cái hoàn cảnh này không? Có ngại không? Để em tìm hiểu rồi từ từ em sẽ suy nghĩ lại. Tức là vấn đề con cái là em không ngại ha. Rồi. Bây giờ thì hỏi người thân thôi. Hỏi người thân thôi. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Em là bạn thân của Oanh. Thì hôm nay đến chương trình cũng muốn Oanh tìm hiểu được một người tâm đầu ý hợp để làm bạn trên con đường đời phía sau này. Em thấy bạn trai bên này thứ nhất có là về khoảng cách địa lý thì cũng hơi xa đó. Thứ hai nữa là bạn cũng cảm thấy là những chia sẻ của bạn có phần hơi hời hợt. Em chỉ góp ý vậy thôi, còn phần quyết định sẽ do Oanh. Rồi, cảm ơn em. Vũ đi với ai? Em gái của em. Em gái hả? Rồi, chào em gái dễ thương. Con chào chú Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào chị. Chào em. Dạ, anh hai con thì thật sự là khá ngại đám đông. Em nói với anh hai là chị thật sự là dễ thương, đúng với mẫu của anh hai luôn á. Hiền lành, dạ thật sự. Em gái có thích không? Dạ thích. À, thích người dạ. Chị vậy đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì cảm ơn có em. Duyên hay không nha, tùy Vũ thôi. Bây tùy giờ thì duyên nợ nằm ngay chỗ này. 2, 3 mở rào. Chuyện còn lại là của Vũ đó. Vũ bắt đầu đi. Nói gì đi, tặng cái hoa nói gì chứ. Vậy em đang không biết nói gì. Trời ơi. Mình tập nói đi. Rồi cái em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả? Em cũng không tặng hoa bây giờ. À, rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không? Dạ không. Dạ không. Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn. Dạ đúng. Em đưa vậy thôi đó hả? Đúng rồi. Hèn gì. Tôi biết nguyên nhân rồi đó. Nằm chỗ đó đó. Rồi ngồi rồi, đi thôi, hai bạn ngồi đi. Đây chị hỗ trợ cho. Dạ, dạ. Em chào anh. Em nhiêu tuổi rồi, nãy em chưa nghe rõ. Dạ em 35 tuổi. Ôi 35 nhìn không ra luôn á. Tôi nghĩ 25 không đó. Dạ em cảm ơn anh. Có mấy người theo đuổi rồi? Dạ em cũng có tìm hiểu một số người. Nhưng mà tại vì em cảm thấy là suy nghĩ cũng khác nhau anh. Cho nên là không có tiến xa được. Khác nhau thì sao? Có thể là khác về sở thích hoặc là khác về quan điểm sống. À, công việc của anh có vất vả lắm không? Không em, anh làm ngày 2-3 tiếng à. À, vậy là có người hỗ trợ hay là... Đúng rồi. Dạ. À, thu nhập của anh có ổn định không anh? Anh cũng biết mà, tại thường thường anh làm thì nhiều thì cứ quay vòng vốn thôi cho anh không có thu nhập sao. Doanh số cao thì hưởng nhiều, doanh số thấp thì bắn rớt thì doanh tiền ít thôi. À, thời gian rảnh thì anh thường làm gì? Đọc sách, tập thể dục. À, quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh? Anh cũng không biết nè em. Anh ở đây anh chưa có nghĩ tới. Ủa câu này kỳ quá. Anh cố gắng để xem em nói gì nhưng mà thật ra nó kiểu cũng không được luôn. Quan điểm tình yêu em chưa nghĩ tới luôn, em cũng biết luôn hả? Thì gặp mặt thì yêu ra anh chứ em đâu có biết quan điểm là sao đâu. Nói vậy em không quan điểm. Chỉ gặp mặt thích nhau thôi. À thích nhau là yêu thôi hả? Dạ. Ờ à, tội nghiệp này quá ta. Hồi đó giờ em yêu 3 mối tình rồi đúng không? Có vợ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi em gặp vợ em. Em có nói gì vợ em yêu anh yêu em hả? Anh thích em này kia không? Em ít nói lắm, em không nói. Không có nói luôn. Dạ đúng rồi. Cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á, 14 tháng 2 em có tặng quà cho vợ gì không? Tặng quà vậy không? Ít lắm. Em không có lãng mạn lắm. Ủa rồi thí dụ. Em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay? Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Chưa làm được gì. Tức quá trời tức. Tại sao em gái ở nhà có ai góp ý anh trai những cái này không? Dạ thật sự là toàn quyền quyết định của anh hai em. Tại vì anh hai em quen ai hay là cưới hay sao thì
Thường là anh hai em lựa chọn. Anh hai em thì thường là tùy duyên. Bây giờ anh hỏi em một nha. Dạ. Thí dụ em có gia đình chưa? Dạ chưa. Em có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. À, thí dụ như em có bạn trai, em có chồng, hai ngày 8 tháng 3 cũng tặng quà cho em, 20 tháng 10 cũng tặng em, ngày Valentine 14 tháng 2 cũng không tặng em gì, cũng không nói gì hết. Em thấy như sao? Dạ, thiếu quan tâm. Đó. Dạ. Thấy chưa Vũ? Thật ra anh vừa thương em mà vừa bực mình em. Anh rất là thương em, nếu anh ở gần em, anh sẽ giúp em làm tất cả những việc này. Bản tính em nó trầm tính lắm, em không làm được. Có lẽ anh hai ít có người nào chơi với anh hai để nói anh hai những điều đó. Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì cũng không ai quen với mình đâu. Theo anh nè, gọi điện cho anh thường xuyên. Dạ. Anh sẽ có cách để trao đổi với em. Bây giờ nè, nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Thì sao để người ta thương mình được? Em cũng không biết, tự người ta thương em mà em thương lại đây. Hoặc là em thương người ta, ta thương lại, em không chứng minh được. Ủa, người ta thương lại thì em phải chứng minh sao cho biết người ta thương, em thương người ta chứ. Nếu cứ về hoài người ta đâu có thương được đâu. Đúng không? Thật ra Vũ rất là hiền, Vũ không phải con người xấu đâu. Vậy giờ tôi hỏi bạn nè, lý do tại sao bạn tham gia chương trình? Bạn kiếm vợ. Bạn kiếm vợ. Kiếm vợ. Kiếm vợ. Vậy thì bạn phải làm gì để bạn có được vợ? Khó, câu này khó. Để tôi trả lời. Thật ra là bạn không nói được. Thành ra bạn đến đây để nhờ chúng ta nói giùm. Hồi nãy giờ mình phân tích để cho bên nhà gái hiểu hơn. Thật ra bạn rất muốn nói là yêu, nói dĩ nhiên là không có yêu được liền trong cái lúc này đâu. Đúng rồi. Nhưng mà bạn phải có cái sự nhiệt thành khi mà bạn tham gia chương trình chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, bạn có Ngọc sự Lan nhiệt thành. Đúng rồi, Ngọc Lan hiểu ý. Nhưng mà tài tính từ nhỏ lớn là gì. Nó khó quá. Mình không biết nói làm sao nữa. Không biết nói làm sao. Vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha. Bạn phải làm cách nào để bạn, nếu mà bạn hiện tại nè, nếu mà bạn đang thích cô gái này, rõ ràng khi mà hai bạn lên sân khấu này là rõ ràng hai bạn có cái duyên rồi. Nhưng đằng sau cái duyên đó thì bạn phải thuyết phục làm sao để cô ấy bấm nút. Tại vì chúng tôi không bấm nút dùm cho bạn được. Nào thử. Giờ em thấy quen vậy lắm đó. Đó, đó vậy đó, cứ tới luôn đi, tới đi. Không quen rồi sao nữa. Không biết quen ở đâu, gặp ở đâu thì anh không biết. Rất là quen. Có thể là em giống người quen nào của anh. Tại vì ở Kiên Giang thì đúng em cũng ít. Trà Vinh phải không? Dạ, em đúng cũng rồi. Ít đi lên trên đó lắm ạ. Dạ. Hẹn người ta đi chưa chơi. Chưa bấm nút mà sao hẹn? Tưởng tượng ra một cái hình bây ảnh giờ, sẽ hẹn hò. Bây giờ anh hỏi dạ. Em nha. Dạ. Em thấy cái người đối diện đó em có thích không? Có hợp với ý em không? Dạ. Hợp. Sạch sẽ, vậy cũng sạch. À. Có cái mắt kiếm đó. Em cần mấy đậu à? Dạ em 3 độ. 3 độ. Thí dụ giờ mà em thích bạn gái đó, bạn gái Trà Vinh. Dạ. Bạn ấy nói giờ em ở đây kẹt rồi, em không đi Kiên Giang được. Em có xuống Trà Vinh thăm bạn gái không? Dạ thì xuống nha. Xuống không? Đó là phải xuống hay là chạy xuống? À phải xuống ha. Dạ. Rồi, bây giờ nè từ từ. Ví dụ như ngày hôm nay bấm nút hẹn hò thì cái lịch mà bạn hẹn hò với cô gái này á nó như thế nào? Một tuần bạn đi Trà Vinh thăm cô gái này bao nhiêu lần? Hẹn hò ra sao? Chắc phải nửa tháng, một tháng mới được một lần. Nửa tháng, một tháng mới được một lần. Lý do tại sao lâu vậy? Công việc nữa chứ không bạn phải. Bạn nói với tôi nãy là một ngày bạn chỉ làm có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Đúng rồi, nhưng mà ngày nào cũng phải làm chứ không có. 2-3 tiếng đồng hồ bạn làm xong rồi bạn đi qua bên đây bạn thăm người ta. Không được. Không được luôn. Nửa tháng mới gặp nhau một lần thì em thấy có phù hợp với em không? Dạ nửa tháng cũng được chị. Rồi. Bây giờ nè em gái. Qua được chuyện rồi đó. Giờ là em gái. Thật ra anh Vũ này dễ thương lắm bởi cái bản tính vậy thôi. Chứ thật ra anh là người tốt đó. Vấn đề là em có thể thay đổi anh được hay không thôi. Nếu em thấy đây là người có thể thay đổi được, thích nghi với mình theo thời gian được thì mình cho anh cái cơ hội. Vậy thôi. Quan trọng là em thôi. Em có bấm nút không? Dạ bấm. Em có thích cô này không? Cảm giác thấy gần gũi. Gần gũi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, quan trọng là em thôi. Hết thời gian. Đúng. Quyết định bấm hay không là quyền của các bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Đó, chuyện gì đã có rồi đó.
cảm nhận là em chưa được hiểu anh này nhiều lắm. Đúng rồi. Anh chia sẻ ít quá. Đúng rồi. Khó hiểu đó. Đã, hơi khó hiểu. À, thôi thì nó đã vậy rồi, không thể nào khác được ha. Sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái đó. Em rất là dễ thương luôn. Rồi cũng sẽ có người bấm cho Vũ thôi. Dạ. Đến đây chúng ta đành phải chia tay thôi, không có duyên nào gì hết. À, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh ạ. À. Em xin chào chị Ngọc Lan ạ. À. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Sang. Em năm nay 33 tuổi, tuổi Tỵ. Em đến từ thành phố Trà Vinh ạ. À. Em làm công việc gì? Dạ, hiện giờ em đang làm việc là kinh doanh tự do, cái ngành mắt kính thời trang á. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Mỹ Ngọc, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm toán trí tuệ. Là em từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi. Rất dạ. Hai bạn đều ở miền Tây, Nam Bộ hết ha. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Là trời phú cho em nhé. Ừ. Thứ nhất là cái khả năng quan sát nhạy bén vấn đề. Cái thứ hai là em có thể trò chuyện để hiểu tâm lý cái người đối diện. Hay quá. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu của em là em ít nói lắm, làm nhiều. Đôi khi người ta nghĩ á, nhưng em ít lãng mạn, nhưng mà đôi thúc thì em cũng rất là lãng mạn. Ừ. Tại em là một người đọc sách á. Khi có chuyện buồn thì em hay lang thang vô cái nhà sách. Thì bằng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình, em lên tra Google ha, thì em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Mời nhà gái. Em là người rất là lì. Em là người rất là lì. Lì hả? Em nghĩ chắc đó cũng là khuyết điểm, cũng như là ưu điểm. Em là người kỹ tính, khó tánh, khó chịu. Trời ơi, khó tánh. Khó tánh mà khó chịu nữa khó hả? Khó tánh, khó chịu mùng lì nữa chứ. Trời. Em trai có mấy mối tình rồi? À, em đã trải qua 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ hai thì nó sâu đậm hơn một chút. Bao lâu? Gần khoảng 4 năm. 4 năm là cũng sâu đậm đó. Sâu đậm. Nhưng mà lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay dạng như là hai người bất đồng quan điểm với nhau. Hai người không tìm được tiếng nói chung nữa trong tình cảm. Nữa. Nhưng mà cái người bạn nữ của em á, hay đi làm hay là trễ hẹn nè, hay là như lề mề. Rồi nhiều đôi khi cũng có hay đi nhậu nữa. Tao nói là chửi đó. Chửi luôn á hả? Chửi luôn. Thì em nhịn, chúng em quen nhau được thời gian là 4 năm. Mà cô ta chửi em chỉ có 4 ngày thôi là chia tay. Chửi liên tục 4 ngày luôn? Ừ, 4 ngày. Chào chàng trai, chửi vậy rồi có ngừng uống nước vậy nào không? Dạ cũng có chứ chị. À, tức là cũng có nghỉ vài nhịp đúng không? Đúng rồi, cũng có nghỉ vài nhịp. Tưởng làm la phanh. Rơi vô thời điểm này đó là em phải theo trend thì em sẽ không bao giờ hận cô ấy. Người yêu chửi 4 ngày 4 đêm, chửi xối xả 4 tiếng đồng hồ. Thậm chí là cho không cho ăn 4 tiếng, không cho gần 4 thử tiếng. Thử thách. Nhìn ăn thử thách 4 tiếng. Get go. Trời ơi, chú Linh ơi, một cái câu chuyện người ta buồn chết luôn rồi. Chú nói lại thành một câu chuyện hài. Thôi cho nó vui vẻ ha. Vui vẻ đi, cái gì nó xóa tan đi những buồn phiền đó đi. Nói chung là giờ là vừa là không có cái gì vướng bận đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chào cô gái. Hello. Good morning. Trời ơi trời. How are you? Fine, thank you. Sit down please. Cô giáo dạy tiếng Anh hả? Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong đó ha. Ủa Cần Thơ mình qua Trà Vinh gần mà. Không gần đâu. Chưa đi Trà Vinh luôn hả? Trời ơi, Trà Vinh nó nhiều món ăn ngon lắm. Trời ơi, nói Trà Vinh giống như cổ tưởng đâu, ở châu Phi hay gì đó. Vậy là chắc yêu ít lắm nè. Ít em có mấy mối tình rồi? Dạ, khoảng 2-3 người. Khoảng 2-3 người hả? Những mối tình của em có cái gì đặc biệt không bé? Dạ, em bị ám ảnh chị. Sao ám ảnh? Vì quen chưa tới năm ám ảnh rồi. Quen chưa tới năm mà ám ảnh. Dạ, tại vì người đó giới tính không có bình thường, cho nên là em cũng bị ám ảnh. Giới tính không bình thường là sao? Là em yêu nam hay em yêu nữ vậy? Em nói chị nghe để dạ chị phân. Dạ là nam, nhưng mà sau này em phát hiện người đó không hẳn là nam. Rồi, vậy em hiểu rồi. Đó là thử thách thôi mà. Bây giờ em muốn có người yêu thế nào nè? Tiêu chí đầu tiên phải là đàn ông đúng không? Dạ đầu tiên phải nam tính. Dạ đầu tiên đúng là phải là đàn ông, nhưng mà phải có đạo đức. Có đạo đức. Thứ hai là em muốn người đó có chút tài. Chút tài. Tài ăn nói, tài ngoại ngữ hay tài ca hát, tài lẽ gì cũng được. Rồi, để qua còn hỏi, còn một chút sẽ thử tài bên đó. Quan trọng nhất là người đó không được lùn. Không được lùn hả? Không được lùn. Trời. Bên kia quá lùn. Bên đây chị nói thiệt với em có một chút xíu thôi. Chút xíu nữa là tới 2 mét á. Em không thích đi ghĩa đàn ông. Dạ, em không thích nhậu với hút thuốc lá. Nhậu hút thuốc. Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không, không hút, không rượu luôn. Dạo nãy tôi mới nghe nói là có đi nhậu đó. Em nhậu là bạn gái em nhậu. À, bạn gái nhậu mới. Bạn gái nhậu mới đau chứ. À. Mình đi với ai cưng? Dạ em đi với vợ chồng em gái. Chào cô gái. Dạ em chào thì MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào em. Em thấy nhà trai này
đáp ứng được nhu cầu của nhà gái không? Ý kiến của em là thấy được. À, cao không? Dạ cao. Cao không? À, có tài không? Dạ em không biết. Nãy giờ anh nói đó, có tài phán đoán này kia đọc đó. Đọc sách nhiều là ăn nói tốt. Đúng rồi. Viết thư đồ cũng tốt nữa. Đẹp trai không? Ừ. Dạ có, dạ em thấy hiền. Ừ, cũng thấy hiền đúng không? Rồi được rồi. Rồi bây giờ nè, em trai đi với ai? Dạ em đi một mình anh. Một mình phải không? Có anh lo. Bây giờ em muốn mẫu hình bạn gái như thế nào? Em giữ ba quan điểm không thay đổi. Rồi. Tức là em tìm một người phụ nữ thứ nhất là phải cao. Cao? À, cao, tại em thích cái dáng người giống như siêu mẫu vậy đó. À, tức là cái người phụ nữ nhỏ con đó thì đối với em không tương xứng. Tức là em thích người phụ nữ cao. Thứ hai là cái người phụ nữ đó là phải chững chạc. Chững chạc. Chững chạc. Đó. Thứ ba nữa là cái người phụ nữ là dạng như phải hiểu một ít về cái người chồng của mình. Cái điều này em rất quan trọng. Ba cái tiêu chí đó không bao giờ thay đổi đúng không? Không bao giờ thay đổi. Rồi chút mở mà rào ra sẽ biết. Tự tìm hiểu luôn. Tự tìm hiểu luôn. Đúng. Mở rào. Mở rào. Đó, qua em đo, em xác định coi có cao không? Mời em ra đo. Đo luôn hả trời? Còn nếu nó không cao, nghỉ chơi về. Mình xin tặng bạn một món quà. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Một quyển sổ với một ít kinh Phật. Tại vì em quan niệm á, là người ta tâm sinh tướng, tướng sinh tài, mà tài thì lại sinh tai. Cho nên là cho nên là em mong muốn là nếu mà người nào mà có cái tâm thiện, tính lành đó thì thường xuyên là niệm Phật để cầu mong được những điều may mắn, tốt lành cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Anh tặng em một cuốn sổ và một cây bút để em tự viết câu chuyện của mình trên đó. Ôi đẹp quá. Em cảm ơn. Rồi hai bạn đo chiều cao gì đó rồi đo đi. À thôi dạ không nhìn được rồi chị. Tiêu chí đó được chưa? Không cao nghỉ chơi về luôn. Tại mà quan trọng hơn mà quan trọng là còn cái tính cách nữa. Ừ rồi. Sẽ thấu hiểu với nhau nữa. Mời hai bạn về chỗ. Em nói em yêu nhầm cái người đồng tính. Anh muốn hỏi em là cái giới tính của em là như thế nào? Em là thuộc cái người led đó, hay là cái người mà dạng như song tính, hay là em là người nữ thẳng? Em là bình thường. Bình thường cái tính em bình thường. Tại vì cái thời điểm em quen người đó em chỉ còn là một cô bé sinh viên. Cho nên là cái kinh nghiệm tình cảm em không có nhiều. Ủa vậy cái lúc mà em quen nhầm cái người bạn nữ đó? Người nam. Người ta yêu con trai. Người nam hả? Người là nam, nam như anh vậy nè. Nam như anh vậy nè đó. Nhưng mà đôi khi ta gặp nhau đó là đại khái vậy. À anh hiểu rồi. Hiểu chưa? Nhưng mà ví dụ bây giờ nếu mà mình quen nhau á, em chuyển công tác của cái nơi em á, em về Trà Vinh em sống được hay không? À, đây cũng là vấn đề rất là quan trọng. Dạ đúng rồi. Tại vì em rất là yêu nghề. Nếu mà đi một nơi khác thì em cũng muốn làm công việc hiện tại của mình. Thì em phải về cái nơi anh ở với anh á, em có đồng ý hay không? Hỏi ngược lại em. Em có thể xin một chỗ cho cô ấy dạy tiếng Anh ở chỗ em được không? Đúng. À ở gì? Chú Linh hay quá. Cô ấy chỉ mong muốn được làm nghề thôi. Còn làm nghề ở đâu không quan trọng. Nếu làm nghề mà nơi đó có người mình yêu nữa thì càng tốt. Hiểu không trai? Em hiểu rồi. Nhưng mà em thấy bạn nữ sao thấy yếu đuối quá, như không có tự tin gì hết. Nè, người ta là cô giáo, chưa có đến lúc là phải thể hiện. Em mong muốn điều gì ở bên cô gái nữa? Nói luôn cho hết luôn đi rồi anh giải quyết tiếp. Giờ hỏi như những cái đồng nghiệp nè, những người thân của em nhé. Có luyến tiếc hay là có tiếc nối hay không? Đôi khi dạng như một thời gian em đi nơi khác dạy rồi sao em nhớ nơi cũ rồi em quay về nơi cũ rồi sao? Hả? Thôi em thấy cảm thấy đi xa thì cũng tốt. Nhớ đồng nghiệp bình thường sao? Từ Cần Thơ đi Trà Vinh cũng đâu có xa lắm đâu. Không có xa lắm đâu em, đây qua đó là khoảng 4 giờ đồng hồ thôi em. Ủa em đi sao mà 4 giờ vậy? Từ bên em qua đó em chạy xe hả? Khoảng chừng 175 cây số. Vậy bây giờ hỏi thí dụ như giờ cô gái không thể qua Trà Vinh được. Từ cầu Cần Thơ đi xuống quẹo qua Trà Ôn là tới Trà Vinh rồi, làm gì tới 175 cây như vậy? Không có. Không có anh. Google liền. Tôi đi 30 phút là tới Trà Vinh rồi. Dạ không, trên bản đồ thấy chút xíu nhưng mà thật sự nhưng phóng lớn ra nó cũng dài lắm anh. Em nghĩ sao từ đây xuống Cần Thơ 180 cây số? Google Map liền. Hay là hồi đó em đi cái đường Vĩnh Long đó. Em qua cái cầu Mỹ Thuận á. Em qua cầu Mỹ Thuận rồi em mới qua được Cần Thơ. Em có qua Cần Thơ chơi lần nào chưa? Ngày hôm qua cũng 4 lần rồi anh. Anh có bạn bè người thân ở Cần Thơ không em? Không em, hình như là anh không có người bạn nào ở Cần Thơ cho em. Giờ có Cần Thơ nè, bạn có, Cần Thơ có nè. Có bạn rồi đó. Là em có mong muốn qua Cần Thơ chơi mỗi tuần không? Qua Cần Thơ chơi mỗi tuần á. Vậy bây giờ anh hỏi em á, dạng như bây giờ
Em có thích như vậy không? Nếu mà sắp xếp được thì em sẵn sàng chào đón. Để em suy nghĩ lại rồi, nhưng mà em thấy bạn nữ thấy sao ha? Hình như không có tự tin cho lắm. Tại nãy giờ người ta chưa hỏi á, người ta toàn trả lời không à. Có lẽ là đôi khi là mình hỏi nhiều quá mình lúng túng, thành ra đôi khi mình mất tự tin hơn nhà gái luôn á. Could you introduce yourself in 1 minute, please? Không em, anh không cần tiếng Anh em. No speak English. Ok. Bây giờ tức là bây giờ em cứ thoải mái đi, em rồi. Cứ trò chuyện đi. Anh có thể hát tặng em một bài được. Cái đó là cái điểm yếu của anh á. Thật sự anh hát rất là tệ, anh không biết hát. Thì em hát trước đi. Em cũng tặng cho anh với quý vị đang xem chương trình một bài hát của nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, Chuyện Tình Thứ Nhất. Hay quá, em đứng lên biểu diễn cho anh thấy tự tin nào. Chuyện mình quen nhau thuở xưa, em và anh học chung lớp, biết nhau khi còn thơ, em chưa đầy 15, anh 16 tuổi đời. Nhớ tan trường đón, anh thường ra trước dìu em qua sân nắng, nhặt trái mùng tới chín cho em nặng làm mực, viết nên dòng chữ nhỏ chưa biết nghĩa yêu đương. Mặt học trò còn in nét thơ ngây, tình thương nhất và từ lâu cắm nến, lê bước cô đơn lê chân buồn cỏ dại, màu tím mùng tới mang hoa nở trắng cuối mùa, tình yêu hẹn hò. Hay quá luôn. Quá hay. Tự tin nằm ở chỗ đó đó. Tự tin chưa em? Tự tin chưa? Nhưng mà em thấy là em chưa cảm nhận được gì về bạn gái. Em chưa cảm nhận được hả? Huy trường quay người ta cảm nhận được hết luôn đó. Không, bây giờ em phỏng vấn anh đi. Em muốn hỏi về em phỏng vấn anh đi. Ba mẹ anh khó không? Không, anh thật sự anh chia sẻ là anh đã tự lực từ sớm rồi. Anh ra đời sớm lắm. Không, anh theo quan điểm của cái người phương Tây á, ba mẹ anh sống thật sự là anh sống anh không có gia trưởng gì hết. Ba mẹ anh cũng không có gia trưởng. Ba mẹ để anh tự quyết định hết. Thật sự anh cũng có mời ba anh, nhưng mà ba anh bảo con hãy cứ tự tin lên mà đi. Và cái quan trọng là như ví dụ bây giờ em cũng muốn xa quê để đi dạy học không? Dạ, dạy học thì ở đâu nó cũng như nhau thôi anh. Quan trọng là em có xin được việc làm, xin được trường cho anh ta dạy không? Xin được thì xin được á, nhưng mà đôi khi là cái môi trường mới dường như là em không có hợp á, là như khi em đôi khi em nản rồi nữa rồi sao? Anh để mâu thuẫn quá. Sao mà biết tao không hợp? Ở trong chỗ dạy thì chỗ nào cũng như nhau, phòng nào cũng như nhau, học sinh như nhau. Nhưng quan trọng về đó có ai cùng kề vai sát cánh để người ta tự tin hay không thôi, là do người đàn ông hết trơn á. Cái quan trọng là em có đủ sức làm cho người ta đi về Trà Vinh người ta sống hay đúng không? Đúng rồi. Bản lĩnh mình ở đâu? Anh sẽ xin cho em việc làm, anh sẽ lo cho em hoàn toàn. Em chỉ có việc đi dạy thôi, mọi thứ để anh lo. Em cứ thử nói thế đi, người ta sẽ tự tin ngay, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em là, thật sự là em thấy bạn nữ này không có tự tin à, dạng như không có. Thôi hỏi nghỉ. Rồi thôi được rồi. Nãy giờ thấy như là cái sự trống rỗng hơn. Bởi vì nãy giờ mình nói chuyện cũng rất nhiều rồi mà chàng trai cũng chưa nhận ra điều gì cả. Mình quyết định thôi. Ừ, rồi. Vẫn là làm thủ tục đưa tay vào nút bấm. Ừ. 1 2 2 3 Thật ra là chúng tôi cố gắng nói để các bạn hiểu nhau hơn, như mà chàng trai đã suy nghĩ như thế rồi. Cái nhất là ba cái tiêu chí chàng trai là không có hoàn thành rồi. Dạ vâng ạ. Và nãy giờ nói chuyện, nãy giờ anh cố gắng làm thật nhiều, nhưng em cuối cùng em cũng thấy có trống rỗng, không có gì hết trơn á. Tóm lại là các em không có hợp nhau, đúng chưa? Dạ chắc là như vậy anh. Chắc chắn là còn chắc gì nữa. Em có suy nghĩ gì không? Em cũng muốn nói gì không? Tại vì em đã bỏ lỡ chương trình cũng 3 năm rồi, 3 năm trước. Chương trình có gọi cho em một lần, em không sắp xếp được công việc. Lần này em lại bị thuyết phục em đi được. Nhưng mà em lại gặp người không phải như là cái mô phỏng ban đầu mình ước muốn. Cho nên thôi, em cũng lấy lần tiếp. Không sao cả. Rất là nhiều người xem chương trình này,
họ xem được và họ sẽ thấy được em là một cô gái như thế nào. Biết đâu đó trong những cái người xem đó có những người phù hợp với em, họ sẽ chủ động liên hệ với chương trình để xin số của em. Chúng tôi chỉ giới thiệu những tính cách của các bạn trên sân khấu này, biết đâu sẽ hợp với tính cách nào đó ở ngoài kia. Chú Quỳnh Linh chào bạn nam cùng chơi cùng với quý vị khán giả. Em tên là Tình, sinh năm 92. Em quê ở Hà Tĩnh và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tên cái gì Tình em? Dạ thì Tình thôi ạ, đơn giản thôi ạ. Thiệt Tình hả? Thiệt Tình hả? Dạ. Tên là Thiệt Tình á hả? Thị Tình. Thị dạ. Nha. Thị Tình. Mẹ em đơn giản lắm, chỉ đặt tên Thị thôi, không có tên gì nữa. Trần Thị Tình. Dạ đúng rồi ạ. Em làm ngành nào? Dạ, em làm chuyên viên hỗ trợ kinh doanh trong một công ty thương mại về xây dựng và về xi măng rồi bê tông ạ. Làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Phú Nhuận ạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên gửi lời chào đến hai MC, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và dạ bạn bên kia. Em tên là chị Mân Tú, năm nay em 30 tuổi. Quê quán em ở Ninh Bình và em đang công tác tại Bình Dương. Tú làm gì Bình Dương Tú? Công việc của em là bên chất lượng, bên kỹ thuật. Bây giờ Tú có thể nói ưu điểm, khuyết điểm mình cho Tình nghe đi. Ưu điểm của em thì em rất là nhiều. Như ví dụ là biết ca hát một chút, biết nấu ăn. Và biết lo trong việc trong gia đình và có trách nhiệm về trong công việc. Công việc cụ thể của Tú là làm gì? Của em là bên công ty em chuyên sản xuất về những cái dụng cụ về máy như máy công nghiệp ấy, máy phát điện công nghiệp. Nhưng em làm gì trong đó? Em là bên kỹ thuật. Kỹ thuật chất lượng, vừa là kiểm tra về hoàn thành một con máy phát để cấp cho khách hàng sử dụng thì em phải kiểm tra trước và xử lý. Tức là quản lý đó ha. Vâng. Xử lý về kỹ thuật. Quản lý xử lý luôn. Vâng. Rồi là sếp luôn á. Vâng. Rồi. Rồi. Ok, em nói nhiều ưu điểm lắm á em Tú. Dạ. Tú nói về ưu điểm của Tú đi. Là ưu điểm của em vừa rồi thì em nói là biết nấu ăn, biết ca hát một chút và yêu thể thao. Khuyết điểm á? Khuyết điểm của em thì lại có cái tính hơi bảo thủ một chút và hay quên. Bảo thủ dữ không? Cũng ít ạ, tại vì là nhiều khi tranh luận với bạn bè hay là đồng nghiệp thì nhiều khi em hay nhường nhịn, bây giờ cũng ít rồi ạ. Đúng rồi, mình làm kỹ thuật mà đôi khi mình phải bảo thủ những cái gọi là ý tưởng của mình đó, đúng không? Dạ vâng. Rồi. Công tin, mình nói về cái ưu điểm, khuyết điểm của em đi. Dạ, em thì ưu điểm cũng ít lắm. Rất là gọi là ví dụ trong cuộc sống thì lạc quan. Biết hát không? Dạ, có biết hát. Người Hà Tĩnh là hát hay lắm á. Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Nhưng mà cũng gọi là lâu lâu thì trong một cuộc vui nào đó em thì về nhược điểm là hơi tự ti. Nên là khi mà để lấy lại bình tĩnh thì hay gọi là thỉnh thoảng lấy ca vài khúc. Tí nhớ ca nhé. Dạ, nhưng mà có khuyết điểm là ca nhưng mà không thuộc lời, toàn phải nhìn lời thôi ạ. Không sao, bây giờ thuộc bao nhiêu mình hát bấy nhiêu. Dạ. Chị bài nào cũng biết mà không bài nào thuộc lời là chị đây. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình. Một mối tình là gọi là khi sinh viên á. Dạ, là có một quen một chú bộ đội. Dạ, nên là thường là buổi tối hay trò chuyện rồi cũng hay ca hát kiểu bộ đội với sinh viên. Cũng quen, tức là quen biết nhau. Mối tình là trong sáng đúng không? Dạ đúng rồi. Là trong sáng mà. Dạ. Được bao lâu? Dạ được trong khoảng thời gian 2 năm, hơn 2 năm. Dạ sau rồi tiếp theo thì gần đây cách đây hơn 1 năm em cũng có quen một bạn để gọi là tiến tới, nhưng mà sau thời gian quen thì thấy không phù hợp nên là dạ. Tìm hiểu được mấy năm cơ? Dạ tìm hiểu cũng được hơn 6 tháng. Hơn 6 tháng. Dạ. Chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi. Dạ. Còn đường tình duyên của Tú làm sao? Em thì có một mối tình ạ. Và cũng năm cách đây năm vòng 2010, 2011 ạ. Mà cũng lâu rồi. Đấy thì cái do là em công việc chưa ổn định. Giờ là còn trẻ nữa thì bên gia đình họ cũng không đồng ý. Cũng yêu nhau được hơn 1 năm. Nhưng mà đến khi mà hai người đến với nhau và nói chuyện thẳng với nhau thì đến gặp phụ huynh. Nhưng mà phụ huynh không đồng ý. Nói chung lúc đó sự nghiệp cũng chưa có gì, dạ chưa vâng. có ổn định, nên phụ huynh cũng lo. Dạ vâng. Bất cứ cha mẹ nào mà thấy con mình đến một cái người nào đó mà không có công việc ổn định đúng cũng lo đó. Dạ vâng. Ha? Thôi bây giờ mình cũng ổn định công việc rồi đúng dạ chưa? Vâng. Bây giờ đã thời điểm chín mùi rồi để lấy vợ chưa? Dạ đến rồi. Đến rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà dạ. Tú là độc thân mấy năm rồi Tú?
Cũng 9-10 năm rồi ạ. Lâu lắm rồi đó. Trời ơi, 10 năm rồi, bên đây ta mới có 1 năm thôi nha. 2001 đó nha. Rồi bây giờ Tú muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào nè, tiêu chí như thế nào? Thì như em đăng ký ở trên là em thích cái một người phụ nữ là ngoan, hiền, chịu khó, biết nghe lời, biết nghe lời. Nghe lời người lớn ạ. Em thì thích phụ nữ này hay nhõng nhẽo một chút. Nhõng nhẽo dễ thương ha. Dạ vâng, nhõng nhẽo dễ thương rồi còn rồi là ngoại hình thì nhỏ nhỏ cũng dễ thương. Vâng. Mà cái mẫu hình lý tưởng của em là giống giống ai nè? Để chị xem bên đây có giống không? Minh Hằng ạ. Minh Hằng. Mi Du. Dạ vâng. Minh Hằng hả? Bên đây vâng. Ta nói Minh Hằng nè. Mình... Giống ai Mi Du. Ca sĩ Minh Hằng. Tại vì lần đầu tiên em nghe biết cái âm nhạc là đi sâu vào trong trái tim em là bài hát đó và ca sĩ đó. Rồi tí dụ như cái người bên đây không giống Minh Hằng thì sao? Dạ thì nếu mà ngoại hình thì là không giống thì không sao, nhưng mà quan trọng nhất là tính năng. Cái tính tình kia. Vâng, Rồi đó, nhà trai vậy được không? Nhà gái đáp ứng nhu cầu được không? Anh yên tâm ạ. Bây giờ ông qua ông hỏi ý kiến coi như là ông thử thăm dò coi bên nhà gái tôi làm sao nè. Qua coi nhà gái coi. Dạ, chào em gái. Dạ. Dễ thương ha. Bây giờ nghe bạn trai nói vậy thì mình có đáp ứng nhu cầu được khoảng bao nhiêu phần trăm không? Dạ cũng chưa rõ lắm ạ. Chưa rõ lắm hả? Dạ. Nhưng mà đây là nhưng mà em thấy tôi là hơi cá tính nè. Dạ. Cuộc sống là hơi tự lập nè nha, bản lĩnh nè nha, chứ không có đơn giản đâu. Bên đây trời ơi cũng là quản lý kỹ thuật mà. Thì đó. Mà cũng bản lĩnh nè nha. Bây giờ thì em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì chiều cao là khoảng 1m7 đổ lên. Tại vì bên nữ là cao đến 1m63. 63. Dạ. Đây chắc chưa tới 1m7 ha. Dạ em 1m65. Thôi không được, mang đôi dài lên 5-6. Không được, hay không được rồi. Được rồi. Dạ. Rồi, sao về tính cách thì không gia trưởng. Dạ, cũng đơn giản thôi, chịu khó gọi là vun vén cuộc sống. Rồi cuộc sống thì luôn muốn gọi là tiến về phía trước, không bị gọi là trong mọi hoàn cảnh á, thì luôn muốn vươn lên để gọi là vượt qua, cùng nhau vượt qua khó khăn. Dạ, với lại em thì hơi bướng. Dạ, nên là rất mong là có nhiều chuyện xảy ra thì ngồi lại và thông cảm cho nhau để lắng nghe nhau. Đó, dạ. Cái bướng nó mới khó đó. Đàn ông phải chịu đựng, phải kiên nhẫn chút xíu. Làm sao hóa giải cái vướng đó là thành công. Như vừa rồi em nói là em hơi bị về cái vấn đề mà hơi bị bảo thủ ấy. Thì nhường khi em hay nhường nhịn, em có thể chịu đựng được và lúc nào cũng ưu tiên về bên phía bướng bên bảo thủ cũng mệt lắm. Mệt lắm à, hai cái đó là cũng xem nhau chứ không có dạng đâu. Dạ. Chúng ta sẽ mở rào cho hai bạn trò chuyện để có thể hiểu nhau nhiều hơn nha. Mở rào. Bắt đầu đi Tú. Dạ. Chào em. Em chào anh. Anh không món quà này. Dạ, em cảm ơn anh. Em. Dạ. Anh hy vọng là mỗi khi em nhìn thấy con gấu bông này em sẽ nhớ đến anh. Dạ, em cảm ơn anh. Gấu hay heo? Con heo ạ. Dạ. Rõ ràng, nhớ phải rõ ràng. Dạ. Đây chị cầm giùm cho. Rùng quá, heo nó thành con gấu. Em cũng có món quà tặng cho anh. Đây là cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Hy vọng anh đọc được và sau khi đọc thì sẽ hiểu hơn. Ví dụ sau này có duyên thì sẽ là một nửa của nhau, còn không thì sẽ là với bạn đời của anh ạ. Dạ, cảm ơn. Anh lần đầu tiên nhìn thấy em thì em rất là dễ thương, đáng yêu. Giọng nói thì đúng như anh cũng đăng ký với chương trình là rất là phù hợp. Còn em nghĩ sao về anh ạ? Dạ, em cũng có ấn tượng về anh. Tuy là nó là 1m65 nhưng mà nhìn cũng khá là cao, khá là cân đối. Dạ, rung. Dạ, ủa hồi nãy anh nói là anh quê ở đâu anh nhỉ? Anh quê ở Ninh Bình. Ninh Bình, em Hà Tĩnh, em miền Trung. Dạ. Nói chung thì cái khoảng cách thì anh với mấy trăm thì... km. Bây giờ nó không như ngày trước là bây giờ đi một chuyến xe nó mất 2-3 ngày, nhưng bây giờ nó từ Bắc vào trong Nam chỉ mất 1 tiếng 45 phút thôi.
Dạ. À, còn vậy mai mốt ví dụ như tương lai sắp tới thì anh tính là anh sẽ ở trong này hay là anh về? Cái đấy thì anh cũng tính là như anh đã tính là làm ở quê, nhưng mà bây giờ là ở đâu hiện tại ở đâu phát triển được kinh tế được thì mình sẽ phấn đấu mình làm ở theo ở đó. Chứ anh thì đang tính là về quê đấy, cũng có đất chuẩn bị là cuối năm nay làm rồi. Anh cũng tính là như thế, nhưng mà tùy bạn gái rồi, là tùy vào hoàn cảnh nữa. Em thì cũng hay thích đi du lịch đó đây, nhưng mà chưa được khi nào được ghé Ninh Bình hết á. Điều này này anh rất là mong muốn được cùng em về Ninh Bình, sẽ đi Tràng An và Bái Đính, sẽ những nơi mà điểm thu hút nhất khu du lịch. Công việc của em thì hiện tại giờ thì một tháng thì mình gặp nhau, ví dụ mình có hẹn hò thì một tháng thì mình gặp nhau mấy lần? Em thường thứ bảy em chỉ làm nửa ngày thôi, hay em rảnh cả ngày chủ nhật và nửa ngày thứ bảy, nên là tùy công việc của anh sắp xếp thôi, cho anh chủ động. Tất nhiên cái vấn đề này thì anh sẽ chủ động, và sau chương trình này anh sẽ xin số của em để lên lịch. Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ vâng. Anh ở Bình Dương ở đâu anh? Mình ở khu công nghiệp V-Ship 2 Việt Nam Singapore. Là Thuận An. Không, nó là khu Tân Uyên ấy, Vĩnh Tân Tân Uyên. Trời, chức giờ chức lớn lắm em ơi. Tú á, chức lớn thành ra bây giờ phải có lịch sắp xếp. Em ơi, Bình ơi, em chỉ cho lịch nha. Một tuần là mấy ngày. Phó giám đốc công ty đó. Phó giám đốc công ty không có đơn giản đâu nha. Thành ra là lịch người ta quá kín rồi. Là em phải cứ xếp hàng tuần đúng ngày bao nhiêu đó ha, thứ bảy hay chủ nhật mấy giờ. Rồi đó, cứ thế mà làm. Dạ. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Trao đổi với nhau đi. Anh chia sẻ trước. Quan trọng là cái mối quan điểm, quan niệm về tình yêu và gia đình thì lúc nào cũng muốn là một người vợ chu toàn, đảm đang trong việc gia đình. Rồi là tin tưởng giao phó nhiệm vụ cho người gánh vác trong gia đình. Em thì đơn giản. Nói chung là cuộc sống hôn nhân á, thì chắc chắn hai người ở gọi là hai cái thái cực khác nhau thì sẽ có những cái quan điểm khác nhau. Nên là khi gặp một chuyện gì đó thì cùng ngồi lại lắng nghe nhau để gọi là chia sẻ và trao đổi thẳng thắn với nhau để cùng tìm ra những cái gọi là tiếng nói chung, đi đến nói chung là cho mọi việc nó tốt đẹp hơn. Em thì gọi là cũng không phải đảm đang lắm. Chỉ biết sơ sơ thôi ạ, mọi thứ đều sơ sơ. Nhưng mà tin rằng là khi mà gọi là có một cuộc sống rồi thì em sẽ luôn mong muốn để cải thiện mình tốt hơn, để vun vén cho điều đó. Tất nhiên những cái người nào mà ham học hỏi thì sẽ rất là nhanh, và mỗi thứ mình biết một chút thì sẽ càng nhanh hơn. Bao lâu thì chúng ta có thể tiến tới hôn nhân? Em thì thường là cuối năm hoặc là sang năm. Không biết bên nhà gái thế nào? Em thì cũng tầm đó, khoảng tìm hiểu nhau thì chắc là phải khoảng một năm. Thì trải qua được nhiều chuyện thì khi đó hiểu nhau hơn xíu thì nó sẽ tốt hơn. Vậy chúng ta cũng cố gắng. Rồi, quan điểm với con trai con gái gì đó trao đổi với nhau luôn. Sở thích. Anh thích con trai, anh con gái, anh thích mấy đứa? Anh thì trước thì anh bảo là như mấy đàn anh trước ấy, lúc nào cũng thích con trai, nhưng mà anh thì ai cũng được, con gái cũng được, con trai cũng được. Hỏi các cụ chưa? Thích con trai, con gái. Thì các cụ thì lúc nào cũng thích con trai rồi. Còn em thì do nhà anh bao nhiêu người anh? Nhà anh thì có ba. Anh là út trong gia đình. Anh là út. Chị cả. Còn có anh thứ hai. Hai tức anh là có chị cả dai, rồi anh dai, rồi gái. Còn anh đúng không? Là chị với lại anh trai anh thì là ở ngoài Ninh Bình hay là ở trong này đây? Chị cả thì hiện tại đang ở quê Ninh Bình, còn anh trai thì hiện đang làm ở bên Mai, bên ngoài bên Malaysia. Dạ, bây giờ dịch bệnh thì anh cũng muốn về nhưng mà không về được. Còn mỗi anh thì ở trong Sài Gòn này, bây giờ muốn về quê chơi cũng không về được. Bây giờ tương lai đó, thí dụ như hai đứa đến với nhau thì tương lai như thế nào? Mình có nghĩ ở Bình Dương hay là ở thành phố Hồ Chí Minh gì đó, trao đổi luôn đi. Dạ. Thí dụ, tưởng tượng xem.
À, hồi nãy anh cũng nói là nói chung là điều đó sẽ linh động được đúng không anh? Dạ, em cũng tức là ai xa quê cũng muốn về gần nhà, nhưng mà quan trọng là cái tương lai chỗ nào sẽ phù hợp và sẽ phát triển được thì mình sẽ định hướng theo chiều đó, chứ không cố định nhất thiết là phải về quê hoặc là nhất thiết là phải ở trong này, miễn sao là nó tốt cho tương lai là được. Dạ. Mình hiện giờ em làm ở trong này thì em ở nhà trọ hay là? Dạ, em ở nhà trọ. Nhà trọ. Dạ, em ở bên Bình Thạnh. Bình Thạnh. Dạ. Tú sao? Tú ở dưới Bình Dương. Em cũng ở nhà trọ. Nhà trọ luôn hả? Vâng. Chứ không có ý định mua nhà. Thì em mua làm ở quê rồi. Thì em cũng đang muốn là tính như vừa rồi em nói với chương trình đầu tiên là em muốn là mở về quê, về mở phát triển về một cửa hàng. Một cửa hàng điện máy chuyên để bán và phục vụ cho khách hàng. Sở thích của em mà muốn phấn đấu là như thế. Cũng hay đó. Nhưng mà nếu mà về quê đó thì em ở tại thành phố hả Tú? Dạ không ạ, em ở nông thôn, chỗ nó ở đấy nó cách thị trấn khoảng 5 cây ạ. 5 cây. Khoảng 5 cây số. Dạ vâng. Cũng gần, đâu có xa. Dạ vâng. Thì cái khu đấy thì nó phát triển thì như các bạn trai thanh niên thì giờ cũng đi làm xá hết đấy. Thì ở nhà là làm cấy hái ruộng, nuôi ao cá các thứ này kia, thì mình cũng là máy móc các thứ mình phục vụ cho dân dụng là cũng hợp lý. Ninh Bình phát triển lắm đó. Dạ vâng. Cái chị chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là chị Thu Hà đó. Dạ. Chị về làm bí thư Ninh Bình, Ninh Bình phát triển kinh khủng lắm. Dạ. Ninh Bình có xi măng nè, có đội bóng nè. Vâng. Có sân golf, du lịch nè, có tâm linh nè, văn hóa nè, nói chung là Ninh Bình là một nơi có thể chúng ta hướng tới đó. Yeah. Anh tư vấn như thế thôi, còn tùy bạn gái. Yeah. Thôi bây giờ thì hai bạn có thể hát đi, hát giao lưu cái gì đó. Thích Hà Tĩnh hát hay nè, trao đổi về Hà Tĩnh người ơi. Em nãy ngồi trong khán đài là chuẩn bị ghi ra lời bài hát để giờ cầm giấy hát. Trời đất ơi. Vâng, vậy Vân có thuộc lời bài nào đó? Bài nào biết mà không có thuộc lời. Dạ đúng rồi. Cứ đi hát là nhìn màn hình hát thôi chứ không có nhớ được nhiều. Ngày xưa thì hay nhớ nhưng mà giờ không nhớ nữa. Giống anh. Dạ. Ngày trước thì có thể là có thời gian rảnh rỗi cái là vào học bài hát này bài kia. Dạ. Rồi là bạn bè là cưới xin thì lại lên hát chúc mừng đôi vợ chồng. Dạ. Các bạn nghe và nói rất là hay. Nhưng mà mình thì không biết là như thế nào. Nhưng... dạ. Tình hát trước đi, xong rồi tới Tú. Dạ, em cũng hát một đoạn thôi nha. Bài Nhớ Lắm. Dạ. Nhớ lắm anh ơi, vu vơ những câu dân hơn. Mỗi khi nhớ đến anh, em hay trách móc vô tư, nghẹn ngào tại anh không buồn vì em. Tại anh chẳng chia sẻ, sẽ chia vỗ về để bây giờ em nhớ em mơ. Nhớ lắm những lúc anh hay làm trò, cười đùa từng câu nói cho trái tim em nhịp vang. Giọt nước mắt hay nụ cười, em vẫn nhớ, vẫn luôn tin rằng trái tim này sẽ không bao giờ đổi thay. Hay quá. Anh thì mới hôm qua nghe, thì anh mới học được một bài mới, được khoảng 1-2 tiếng thôi. Cho nên anh chỉ hát một đoạn thôi. Dạ. Anh sợ bị nhầm quá. Anh hát bài Kết Duyên. Dạ. Chuyện tình của anh và em trong sáng như trong rằm. Tựa đầu vai anh cho, tựa đầu vào vai anh cũng mới học cho nên nó cũng không thuộc. Bài cũ đi. Dạ. Bài cũ. Bài nào thế này, bài tủ ấy. Thế thì cho nhé một đoạn bài Em Hãy Là Của Riêng Anh. Dạ. Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương.
Hai đứa giọng đều được hết á. Có như là lựa bài chưa có đúng thôi. Rồi. Dạ vâng. Bây giờ trước khi hai đứa đưa ra quyết định thì chúng ta sẽ nghe ý kiến người nhà nha. Rồi. Hay Linh, bữa nào ông rảnh ông tặng tôi bài hát hay Linh. Nào, mọi ý kiến của gia đình bạn trai. Không có tiếng. Không có tiếng. Mình định. Em là đồng nghiệp làm chung với anh Tú. Ngày hôm nay anh Tú qua lên sóng truyền hình. Em xin gửi lời chào từ đến hai em xin được chương trình anh Quyền Linh và chị Hồng Vân là gia đình nhà gái. Em là đồng nghiệp làm chung với anh Tú. Ngày hôm nay anh Tú qua lên sóng truyền hình, bạn muốn hẹn hò. Em có đôi lời gửi tới nhà gái kia là anh Tú là một người rất nghiêm túc và rất chịu khó, có trách nhiệm trong công việc và cũng như có tình cảm. Em mong là hai người sẽ tạo điều kiện cho nhau để cùng nhau có cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Mời đại diện nhà gái. Xin chào ban tổ chức, quý vị MC chương trình và những hồng hò. Xin chào bạn Nam cùng tham gia chơi. Kính chào toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là My, là chị gái của bé Quỳnh. Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể mọi người. Kính chúc chương trình ngày càng thành công, gắn kết được nhiều cặp đôi như đôi chồng. Đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng như gia đình không có một cái khuôn mẫu nào về bạn trai cũng như chồng tương lai của bé Tình. Chỉ mong bé gặp được một người tâm đầu ý hợp, nhìn lành, chịu thương, chịu khó và đặc biệt là nhìn bé một chút xíu. Tại vì Tình sinh ra trong gia đình có tới 5 anh chị em, mà Tình là bé út cho nên là được các anh chị cưng chiều hơn. Và đến với chương trình hôm nay, gia đình chỉ mong là bé gặp được một người tâm đầu ý hợp và giúp gia đình tháo lấy quả bom của chồng mình. Gia đình đã làm rất là vui rồi. Em xin chân thành cảm ơn và toàn bộ chương trình. Đó, nghe vậy là em biết là cô bé cá tính rồi đó. Dạ vâng. Rồi, bây giờ trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì Tú hay nói với tất cả những gì tình cảm mà mình dành cho Tình đi. Bạn có 30 giây. Đến đây và nói chuyện với em, gặp em là điều rất là may mắn. Và anh chỉ muốn nói với em rằng là anh không phải là người đến trước cũng không phải người đến sau, nhưng anh chỉ mong sẽ đem đến hạnh phúc và sẽ có thành công và phát triển về tương lai. Và điều quan trọng hơn là có cả chúng ta. Anh đồng ý nhé. Có dặn bạn là chút xíu nhớ bấm đúng không? Lên đây thì em cũng hơi run. Không như ngày trước này em cũng hay đi lên hát karaoke, hát tặng cho các bạn cưới ấy. Thì em hay lên hát lắm, nhưng mà dưới rất đông khán giả, nhưng mà em cũng không có run đâu. Nhưng mà ngồi tại trước lúc mặt Tình là bị run đúng không? Tình có nói gì không cưng? Cho Tú nó yên tâm, nó run thấy thương quá. Dạ em thấy là anh với em gặp nhau ở đây là cái duyên. Thì nếu mà muốn tìm hiểu nhau thì cho nhau cơ hội thì bấm nút. Anh cảm ơn. Dạ. Rồi, ok. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Để tay vào nút bấm. Bên tay trái kìa. Dạ. Bây giờ chúng ta có 30 giây để suy nghĩ. Một chút lắng lòng lại để kiểm tra xem con tim mình có mách bảo điều gì hay không. Và hãy làm theo những điều mách bảo con tim đó. Bấm nút là chấp nhận hẹn hò, là chấp nhận cho nhau một cơ hội để tìm hiểu đi xa hơn. Còn nếu chúng ta cảm giác tim mình chưa rung động, không mách bảo gì cả, thì đừng bấm nút, để nút bấm nó cho người khác. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đã. Chúc mừng hai bạn nhé. Chặt xí tay nhau thật lâu. Có thể đây là một cặp đôi có nụ cười giống giống nhau, một nụ cười rất là hòa hợp với nhau. Ha, tính tình cậu con trai thì gọi là hiền lành, một chút kiên nhẫn Linh nói, nhưng mà cũng rất là cá tính khi mà quyết định điều gì đó bảo thủ. Một cô gái hơi bướng chút xíu nhưng rất là dễ thương. Có thể chúng ta sẽ nhường nhịn nhau để có thể tiến xa hơn nữa.
trong cuộc sống nha. Dạ vâng. Rồi. Bây giờ thì hồi nãy chị của Tình có nói gì đó. Bây giờ thì Tú hãy nhìn vào ống kính, nói chuyện với chị, nói chuyện với gia đình đi. Hứa điều gì đó. Dạ, lời đầu tiên gửi lên chào anh chị gái của Tình ạ. Thì em cũng không muốn là nói gì đến điều hứa là cao sang, nhưng mà em chỉ muốn là sẽ đem lại cái sự nghiêm túc trong việc tình cảm đến cái chuyện là đến cái chuyện mà thời gian hẹn hò hay như thế nào, thì em sẽ không bao giờ để Linh phải lo lắng, phải buồn bã. Em sẽ cố gắng làm điểm tựa cho Tình. Em chào. Bây giờ ông này ông hứa với bà chị thôi, còn mình hứa với bố mẹ của Tình luôn đi. Em nói chuyện hứa với bố mẹ của Tình như nào đi. Dạ, cũng như cái lời vừa rồi thì cháu xin phép hai bác, bác trai bác gái và chị gái, thì em sẽ cố gắng nghiêm túc trong việc tình cảm trong tương lai. Hứa các cụ mới dạ, là vâng. Kiên quyết. Dạ. Tình muốn nói gì không? Muốn nói gì với bố mẹ Tú không? Dạ run quá. Run quá. Dạ. Dạ. Kìa, anh Linh hỏi kìa. Dạ. Cái cảm giác cảm của em lúc này như thế nào? À dạ, cũng vui và run. Vui và run. Dạ. Con tim bắt đầu có một cái sự thay đổi không hề nhẹ rồi đó ha. Dạ. À, dù sao thì cũng chúc mừng sự quyết định của hai em. Dạ. Chúc các em sẽ thật nhiều may mắn và hãy chăm sóc mối tình này để có thể thăng hoa, để đi đến cuối cuộc đời này. Dạ. Vì tình hình Covid cho nên hai đứa được quyền thiếu nhau một nụ hôn nha. Mỗi đứa sẽ nợ nhau một nụ hôn nha. Dạ. Đây là những món quà từ chương trình gửi tặng cho các bạn. Đây là bộ sông.